Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Bậc Thầy Tâm Trí. Bậc Thầy Tâm Trí chính là bạn, bạn là Bậc Thầy Tâm Trí của chính bạn. Chúng ta gặp nhau ở đây, bạn xem được video này có nghĩa là bạn đã gửi một vài mong muốn hay yêu cầu của mình đến vũ trụ, hoặc vũ trụ muốn gửi tín hiệu cho bạn rằng đã đến lúc bạn phải thay đổi cuộc sống, thay đổi con người cũ của bạn và trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn. Đây là món ăn thứ 6 trong chuỗi video món ăn tinh thần của kênh Bậc Thầy Tâm Trí. Video này, tôi xin được chỉ ra sức mạnh tuyệt vời của tâm trí. Và bạn phải cho tâm trí của bạn nghe những điều này hàng ngày, để tâm trí của bạn được thay đổi, phát triển và làm đúng với bản năng vốn có của nó. Tâm trí của bạn là một kho báu vô hạn đang chờ được khám phá. Nó giống như một lãnh thổ bất tận, đầy tiềm năng và khả năng. Khi bạn học cách khai thác sức mạnh tuyệt vời của tâm trí bạn, bạn có thể đạt được bất cứ điều gì mà bạn đặt lòng tin và tâm hồn vào. Tất cả bắt đầu bằng một sự thay đổi đơn giản trong tư duy của bạn. Tư duy tích cực là một trong những thành phần chính để mở khóa tiềm năng của tâm trí của bạn. Khi bạn tiếp cận cuộc sống với tư duy tích cực, bạn thu hút năng lượng tích cực và cơ hội theo luật hấp dẫn. Hãy nghĩ về tâm trí của bạn như một cái nam châm, nó thu hút những thứ mà bạn tập trung vào. Vì vậy, hãy luôn tích cực và quan sát cuộc sống của bạn biến đổi. Hình dung là sức mạnh của tâm trí. Hình dung là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp bạn đạt được ước mơ của mình. Khi bạn nhắm mắt lại và hình dung mục tiêu của mình một cách sống động, tâm trí của bạn tin rằng nó là sự thật. Điều này thúc đẩy động viên và quyết tâm của bạn, đẩy bạn tiến tới thành công. Hãy nhớ rằng nếu bạn có thể thấy nó trong tâm trí, bạn có thể nắm giữ nó trong tay. Nghệ thuật của sự khẳng định. Sự khẳng định giống như những lời yêu thương gửi đến tâm trí của bạn. Khi bạn lặp đi lặp lại các tuyên bố tích cực, bạn sẽ điều chỉnh lại tâm trí tiềm thức của mình cho sự thành công. Bắt đầu mỗi ngày với sự khẳng định phù hợp với mục tiêu của bạn và quan sát cách tư duy của bạn thay đổi từ sự nghi ngờ trở thành niềm tin. Các mối quan hệ xung quanh bạn có ảnh hưởng lớn đến tâm trí của bạn. Nếu bạn ở bên cạnh những người tiêu cực, điều này có thể ngăn trở sự phát triển cá nhân của bạn. Hãy lựa chọn bạn bè một cách khôn ngoan và tìm kiếm những người thúc đẩy và truyền cảm hứng cho bạn. Tâm trí của bạn sẽ biết ơn bạn. Sức mạnh của niềm tin. Niềm tin là lực thúc đẩy tạo nên mọi thành tựu của con người. Khi bạn thực sự tin vào khả năng của mình và khả năng thành công, bạn không thể bị ngăn cản. Nuôi dưỡng niềm tin mạnh mẽ vào bản thân và giấc mơ của bạn, và quan sát tâm trí của bạn hòa hợp với những khát vọng của bạn. Kỹ năng xem thất bại như bước đệm. Thất bại không phải là điểm dừng, nó là một bước đệm trên con đường đến thành công. Khi bạn học từ sự thất bại, bạn thu được những bài học quý báu. Huấn luyện tâm trí của bạn nhìn vào sự thất bại như cơ hội để phát triển và tiến bộ. Kiên nhẫn và đều đặn. Kiên nhẫn và đều đặn là những tính cách cần thiết để đạt được mọi mong muốn. Khi bạn cam kết với mục tiêu của mình và không ngừng tiến về phía trước, tâm trí của bạn thích nghi với những thói quen của thành công. Hãy nhớ rằng không phải là về tốc độ bạn đi, mà là về sự đều đặn của bạn. Sự quan trọng của tự chăm sóc. Nuôi dưỡng tâm trí của bạn bằng tự chăm sóc. Thiền, yoga và thực hành tập trung như cung cấp vitamin cho tâm hồn của bạn. Dành thời gian cho bản thân để nạp năng lượng và tập trung suy nghĩ của bạn. Một tâm trí được chăm sóc tốt là một tâm trí mạnh mẽ. Sự biết ơn. Sự biết ơn là một phương pháp thay đổi tư duy tối ưu. Khi bạn tập trung vào những điều bạn biết ơn, bạn chuyển tâm trí ra khỏi sự thiếu hụt và hướng về sự phong phú. Hãy bắt đầu viết một sổ biết ơn hàng ngày để lập trình lại tâm trí của bạn trở nên tích cực. Sức mạnh biến đổi của sự biết ơn. Sự biết ơn, một phương pháp đơn giản nhưng sâu sắc, là chìa khóa để mở khóa toàn bộ tiềm năng của tâm trí bạn. Nó giống như một loại thuốc kỳ diệu có thể biến đổi cuộc sống của bạn theo cách đáng kinh ngạc. Khi bạn thực hiện lòng biết ơn một cách có ý thức, bạn chuyển góc nhìn của mình từ những điều bạn thiếu hụt sang những điều bạn có. Sự thay đổi tinh tế này có sức mạnh tạo ra tác động lan tỏa trong suốt cuộc sống của bạn. Sự biết ơn hoạt động như một nam châm, thu hút nhiều hơn những điều bạn đánh giá cao đối với bạn.
Khi bạn bày tỏ lòng biết ơn về những người, trải nghiệm và thứ trong cuộc sống của bạn, bạn gửi ra một tín hiệu mạnh mẽ tới vũ trụ. Tín hiệu này nói rằng tôi luôn sẵn sàng để nhận thêm sự phong phú này và vũ trụ sẽ đáp lại theo cách tương tự. Bắt đầu ngày của bạn bằng một nghi thức biết ơn. Trước khi bạn thậm chí bước ra khỏi giường, hãy nghĩ về ba điều bạn biết ơn. Chúng có thể đơn giản như sự ấm áp của chiếc chăn, tiếng hót của chim bên ngoài cửa sổ hoặc tình yêu từ gia đình bạn. Khi bạn thể hiện lòng biết ơn đối với những điều nhỏ bé này, bạn tạo ra một tâm trạng tích cực cho cả ngày. Đừng dừng lại ở đó, suốt ngày bạn nên chú ý đến những khoảnh khắc mà bạn có thể biết ơn. Đó có thể là một cuộc trò chuyện thân thiện với đồng nghiệp, một bữa ăn ngon hoặc một hoàng hôn đẹp. Hãy dừng lại một chút và tận hưởng những trải nghiệm này. Thể hiện lòng biết ơn đối với người khác. Nói cho ai đó biết rằng bạn đánh giá họ không chỉ làm cho họ cảm thấy vui vẻ mà còn củng cố sự biết ơn của bạn. Điều này thúc đẩy mối quan hệ và làm mạnh vòng lặp tích cực của tình yêu và sự biết ơn. Sự biết ơn có thể là một biện pháp hiệu quả chống lại cảm xúc tiêu cực như tức giận và ghen tị. Khi bạn cảm thấy mình bị cuốn vào những cảm xúc này, hãy dừng lại một lúc và nghĩ về điều gì bạn biết ơn. Khi trái tim bạn tràn đầy lòng biết ơn, thì rất khó để còn giữ được sự tức giận hoặc ghen tị. Sự khôn ngoan bên trong của trực giác. Trong mỗi chúng ta tồn tại một nguồn thông thái sâu sắc được biết đến với tên gọi là trực giác. Đó là giọng nội tâm, cảm giác bất thường hoặc bản năng dẫn đường chúng ta trong việc ra quyết định và lựa chọn trong cuộc sống. Khai thác vào trực giác của bạn có thể là một công cụ mạnh mẽ trong việc điều hướng sự phức tạp của cuộc sống và tìm ra con đường thật sự của bạn. Trực giác thường hơi nhỏ tiếng, đó là một giọng nói yên bình, có thể dễ dàng bị át bởi tiếng ồn của cuộc sống hàng ngày. Để nghe trực giác của bạn rõ ràng hơn, hãy tạo khoảng không cho sự im lặng và tĩnh lặng. Thiền, tập trung tâm trí và dành thời gian ở trong thiên nhiên có thể giúp bạn kết nối với trực giác bên trong. Hãy tin vào cảm giác bên trong của bạn khi phải đối mặt với một quyết định. Hãy chú ý đến cách cơ thể của bạn phản ứng. Bạn có cảm thấy yên bình và thoải mái, hay bạn cảm thấy căng thẳng và không thoải mái? Thường thì cơ thể của bạn chứa đựng chìa khóa để hướng dẫn trực giác. Hãy kiên nhẫn với bản thân, xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ với trực giác của bạn phải cần thời gian và thực hành. Đừng nản lòng nếu bạn không nhận được một thông điệp trực giác rõ ràng ngay lập tức. Hãy tin rằng với kiên nhẫn, trực giác của bạn sẽ trở thành một phần định hướng đáng tin cậy trong cuộc sống của bạn. Sự hiện diện là trạng thái hoàn toàn tham gia trong hiện tại. Đó là nghệ thuật buông bỏ những sự sao lãng, lo lắng về quá khứ hoặc tương lai, và đơn giản chỉ là ở đây và bây giờ. Nuôi dưỡng sự hiện diện có thể biến đổi cách bạn trải nghiệm cuộc sống, nâng cao tổng thể sức khỏe và bình an tinh thần. Bắt đầu với thiền và tập trung vào tâm trí. Đó là một thực hành đào tạo tâm trí của bạn để sống trong hiện tại. Tìm một nơi yên tĩnh, ngồi thoải mái và tập trung tâm trí vào hơi thở của bạn. Khi tâm trí bạn lang thang, hãy nhẹ nhàng đưa nó trở lại hơi thở với việc thực hành đều đặn. Bạn sẽ trở nên thành thạo hơn trong việc duy trì sự hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Tham gia vào các hoạt động đòi hỏi sự tập trung, dù đó là vẽ tranh, chơi nhạc cụ hoặc thậm chí là rửa chén. Hoàn toàn tập trung vào công việc hiện tại không chỉ tăng cường sự hiện diện của bạn mà còn mang lại cảm giác tận hưởng đối với các hoạt động hàng ngày. Ngắt kết nối với sự sao lãng từ thiết bị công nghệ. Smartphone và sự kết nối liên tục có thể làm bạn rời xa khỏi hiện tại. Dành thời gian cố định để kiểm tra điện thoại hoặc mạng xã hội và dành phần còn lại của ngày để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn thông qua giao tiếp và trải nghiệm thực tế. Thực hành biết ơn để luôn tận hưởng trong hiện tại. Mỗi ngày, hãy dành thời gian để suy ngẫm về một điều gì đó mà bạn biết ơn. Hành động đơn giản này có thể đưa bạn vào hiện tại và chuyển sự tập trung của bạn khỏi lo lắng về quá khứ hoặc tương lai. Hãy hoàn toàn hiện diện trong các cuộc trò chuyện của bạn. Khi nói chuyện với ai đó hãy dành toàn bộ sự chú tâm của bạn cho họ. Nghe một cách tích cực mà không suy nghĩ về điều bạn sẽ nói tiếp theo. Điều này không chỉ làm sâu sắc các mối quan hệ của bạn mà còn đưa bạn vào hiện tại. Hãy từ bỏ việc đa nhiệm.
cố gắng làm quá nhiều việc cùng một lúc có thể ngăn bạn khỏi việc hiện diện đầy đủ trong bất kỳ công việc nào. Tập trung vào một nhiệm vụ một cách đơn lẻ và bạn sẽ thấy rằng bạn hoàn thành nhiều công việc hơn và trải nghiệm sự hài lòng lớn hơn. Nuôi dưỡng sự nhận thức về suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Khi bạn nhận thấy tâm trí bạn lạc hướng vào quá khứ hoặc tương lai, hãy nhẹ nhàng đưa nó trở lại hiện tại. Quan sát cảm xúc của bạn mà không phản ứng, cho phép chúng lướt qua nhẹ nhàng. Sự hiện diện là một thực hành có thể được tích hợp vào mọi khía cạnh cuộc sống của bạn. Khi bạn trở nên thành thạo hơn trong việc duy trì sự hiện diện, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống trở nên phong phú hơn, đa dạng hơn và tràn đầy những khoảnh khắc kết nối sâu sắc và hài lòng. Tìm kiếm những trải nghiệm thách thức bạn và thúc đẩy giới hạn của bạn. Thường là trong những khoảnh khắc không thoải mái hoặc không chắc chắn bạn sẽ học được nhiều nhất về bản thân. Hãy chấp nhận những cơ hội này để phát triển và khám phá bản thân. Thực hành lòng khoan dung với bản thân khi bạn khám phá bản thân. Hãy nhẹ nhàng khi bạn khám phá bản thân, vì nó có thể đưa ra các cảm xúc và sự thật khó khăn. Thực hành lòng khoan dung với bản thân khi bạn mắc lỗi hoặc không đạt được kỳ vọng của chính bạn. Đối xử với bản thân mình với sự tận tâm và hiểu biết giống như bạn sẽ giúp một người bạn. Lòng khoan dung với bản thân cho phép bạn công nhận sự không hoàn hảo mà không tự chỉ trích. Nhớ rằng sự không hoàn hảo là điều khiến bạn độc đáo. Những tính cách, khuyết điểm và đặc điểm riêng của bạn là những thứ làm bạn khác biệt với người khác. Chúng là nguồn gốc của cá tính và sự cuốn hút riêng của bạn. Ăn mừng thành tựu của bạn, dù lớn hay nhỏ. Dễ dàng tập trung vào điều gì thiếu hoặc không hoàn hảo, nhưng dành thời gian để công nhận những thành tựu của bạn có thể nâng cao lòng tự trọng và tự tôn của bạn. Hãy mở cửa cho sự yếu đuối. Cho phép người khác thấy những khuyết điểm của bạn có thể làm sâu sắc sự kết nối và mối quan hệ của bạn. Thường là trong những khoảnh khắc của sự yếu đuối mà chúng ta thường kết nối ở một cấp độ sâu sắc và chân thành hơn. Hãy chấp nhận sự không hoàn hảo của người khác, giống như bạn có những khuyết điểm riêng của bạn. Thực hành sự chấp nhận và hiểu biết đối với sự không hoàn hảo của người khác có thể dẫn đến mối quan hệ hài hòa hơn. Sử dụng những trở ngại như cơ hội để phát triển. Khi bạn gặp phải thách thức hoặc thất bại, hãy coi chúng như những bài học quý báu thay vì bằng chứng của sự không đủ của bạn. Sự không hoàn hảo là các bước tiến trên con đường tự cải thiện. Hãy nhớ rằng sự không hoàn hảo là điều làm cuộc sống trở nên thú vị và đẹp đẽ. Nếu mọi thứ hoàn hảo và dễ dàng đoán trước, cuộc sống sẽ thiếu sâu sắc và đa dạng. Sự không hoàn hảo tạo thêm tính cá nhân và độ phong phú cho trải nghiệm của chúng ta. Vậy đó, thông qua việc thuyết phục tâm trí của bạn theo cách biến đổi này, bạn có thể mở ra một thế giới nhiệm màu tuyệt vời. Hãy nhớ rằng tâm trí của bạn là tài sản quý báu nhất trong hành trình tâm linh của bạn. Nuôi dưỡng tích cực, thực hành tưởng tượng, sử dụng các khẳng định, lựa chọn người đồng hành của bạn một cách khôn ngoan, tin vào bản thân, chấp nhận thất bại, duy trì việc chăm sóc bản thân và phát triển lòng biết ơn, luôn sống chia sẻ và cho đi. Khi bạn làm điều này, bạn sẽ chứng kiến sự kỳ diệu của tâm trí giúp bạn đạt được bất kỳ điều gì mà bạn mong muốn trong cuộc sống. Hãy nghe mỗi ngày để tâm trí bạn được phát triển, được phá bỏ những khuôn mẫu cũ kỹ và bạn sẽ thay đổi từng ngày. Hãy chia sẻ video này cho những người mà bạn yêu thương nhất. Và tôi chúc bạn thành công và thịnh vượng.